Hello, xin chào 500 anh em đã đến với channel của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một bài mồi nền ủ chiên câu cá chép trôi chấm củ nha các bạn. Bài mồi này là của kênh Vĩnh Lộc Đắk Nông nha các bạn. Mình thấy nó cũng rất hay, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn rõ ràng chi tiết cho các bạn về cái bài mồi này nha các bạn. Tại vì mình đã cũng có xem rất nhiều cái video câu cá trôi chép chấm khủng của anh Vĩnh Lộc Đắk Nông. Vì vậy ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn và thử làm cái bài mồi nền này để mình câu cá chép trôi chấm cho các bạn. Và mồi này để người ta câu cho mùa mưa nha. Và mình nghĩ rằng nó hiệu quả cho mùa mưa á. Hiện tại là bây giờ đã trời đã mưa xuống rồi và nước hồ cũng đã dâng lên rất là nhiều rồi. Vì vậy ngày hôm nay mình sẽ làm cái bài mồi này và hướng dẫn rõ ràng chi tiết cho các bạn xem. Và mình sẽ ủ vài ngày và mình sẽ đi test thử câu thử. Thì nếu có hiệu quả thì ở khu vực ở chỗ mình đang câu á thì mình sẽ ghi lại cho các bạn xem. Không thì mình sẽ up nha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn rõ ràng chi tiết và những cái thành phần của cái bài mồi này cho các bạn xem nha các bạn. Rồi ok nha. Các bạn xem ở dưới cái thao nè, mình đã để sẵn rất là nhiều luôn rồi. Đó. Đấy. Các bạn có thể thấy là ở trong cái thao này hiện tại là đang có là ba, đây là cám chim xay nhuyễn, ba gói cám chim xay nhuyễn nha các bạn. Đó. Còn đây là 2 kg khoai lang lột vỏ cắt nhỏ nha các bạn, 2 kg nha. Và còn cái này là mè với lại đậu nành. Đó, 3 lạng mè và 4 lạng đậu nành. Đó, mình đã rang và đã xay nhuyễn chung với nhau được cái thực như thế này rồi. Xay rất là nhuyễn luôn rồi. Đó. Đó. Còn hôm nay là còn một cái thành phần nữa, đó chính là bột bắp, còn gọi là cám bắp nha các bạn. Đây. Đây là một cái bột bắp còn gọi là cám bắp. Cái này mình sẽ trần qua nước sôi nha các bạn. Đó. Bây giờ các bạn đổ cái cám bắp này ra ngoài cái thao này cho mình luôn. Đổ hết ra ngoài luôn. Xong rồi các bạn dùng nước sôi á, nước đun sôi các bạn chế vô. Các bạn dùng muỗng hoặc là dùng giá các bạn quậy đều lên. Nha các bạn. Đây, các bạn chế nước sôi vô nè. Đó, chế càng nhiều nước sôi vô luôn. Cho cám bắp ta nó chín ra nha các bạn. Xong rồi các bạn dùng muỗng hoặc dùng giá hoặc dùng đũa các bạn trộn đều lên. Đó, quậy thật là đều lên cho cám bắp chúng ta nó chín thật là chín luôn, nó dẻo thật là dẻo luôn nha các bạn. Đấy. Nếu mà cái khô quá các bạn cứ chế thêm nước vô là được. Không biết có đủ không nữa. Rồi các bạn cứ trộn đều lên. Trộn đều lên cho cám bắp chúng ta nó chín ra thật ra luôn. Và cái bài mồi này các bạn làm một lần, các bạn để vài tháng hoặc cả năm luôn. Để dần dần là các bạn đem đi câu nha các bạn. Cái mồi này để dùng chúng ta làm mồi nền thôi. Mồi nền thôi nên để chúng ta câu cá. Những loại cá mà nhát ăn và những loại cá kén mồi. Ở những một cái hồ mà khó câu cá nhất có thể. Mình thấy những cái video của anh Vĩnh Lộc câu cá rất là ok, rất là bự. Nên mình hôm nay mình quyết định mình sẽ làm thử và sẵn tiện mình chia sẻ cho các bạn xem luôn. Đó. Cho nó rõ ràng và nó chi tiết hơn một chút. Mình chế nước sôi nữa các bạn ơi, hết nước sôi luôn rồi. Công nhận cái thao này nó tốn nước sôi thiệt. Còn ít nước sôi nữa à, là hết luôn rồi. Mình sợ nó không có đủ quá. Thôi kệ, nhiều làm nhiêu đây các bạn ạ. Thì trước sau gì thì nó cũng đã dẻo ra rồi. Nó cũng đã khá là đều lại với nhau rồi. Mình nghĩ nó cũng không có sao đâu. Nè, cám bắp chúng ta đã nở ra
và nó rất là dẻo luôn rồi nè. Thấy không? Còn một số phần ở dưới nó chưa có nở ra, các bạn cái chịu khó các bạn trộn đều lên là được. Đây, rất khá chi là dẻo luôn rồi. Rồi, ok luôn, đã xong rồi. Bây giờ các bạn tiến hành đổ hết cắm bắp này vô trong cái hỗn hợp kia cho mình luôn. Đây, đổ chung hết toàn bộ những cái thành phần đó chung lại vô trong cái thao này luôn. Trong cái thao này là có khoai lang, cắm chim, mè mè với lành đậu nành. Đó, như vậy thôi. Hôm nay nó chỉ có 5 thành phần. 1, 2, 3, 4 và 5. Bột bắp, cắm chim, khoai lang, mè vần và đậu nành. Như vậy thôi. Còn về chi tiết những hỗn hợp này nó rõ ràng hơn, mình sẽ để đường, sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Thì bây giờ các bạn đổ hết ở phần này trong cái thao này cho mình luôn. Đó. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình làm thử bài mồi nền của anh Vĩnh Lộc Đắk Nông. Hy vọng nó sẽ thành công. Thì ngoài kia trời đang mưa vừa xong luôn. Thì mồi này để mồi nền để người ta câu cá cho mùa mưa thôi. Và mùa nắng cũng ok luôn, cả hai mùa. Đó. Cũng như là chúng ta làm mồi thính nền để chúng ta câu cá vậy. Xong rồi các bạn dùng tay các bạn trộn đều hết tất cả này lại chung với nhau luôn. Đó. Chụp hết tất cả hỗn hợp lại chung với nhau luôn. Mới trộn nước sôi qua nó khá là nóng. Nhưng vẫn không sao. Cố gắng bóp cho nó đều ra là được. Khá là nóng luôn các bạn ạ. Rất là thơm luôn. Nó lên một cái mùi rất là thơm. Đó. Cũng như là tạo ra một cái mùi thính để chúng ta câu cá vậy. Lấy mùi thính nền đó các bạn ạ. Khá là nóng luôn. Đó, các bạn có gì chịu khó làm một lần luôn. Rồi là lần sau các bạn đi câu, các bạn cứ kết hợp những cái cánh chim, cánh chim vô trong cái mồi này, hoặc là dầu chúa rồi đó, bắp mầm hoặc là ngô ngọt gì đó vô trong cái mồi này để chúng ta câu cá. Còn về cách câu và cách trộn như thế nào thì mình sẽ có một cái video đi câu và hướng dẫn rõ ràng chi tiết các bạn hơn. Còn đây là cái video để mình hướng dẫn trộn mồi nền cho các bạn xem thôi. Thì mình thấy anh Vĩnh Lộc anh câu mồi này lên cá đó thành công, thì mình thấy vậy nó mình hướng dẫn cho các bạn xem thử đó. Các bạn có ý kiến gì cứ để lại ở dưới phần mô tả. Rồi mình sẽ các bạn anh em khác ra tham khảo và thêm gì đó cho video nó rộng hơn các bạn. Nó đạt hiệu quả cao hơn nha các bạn. Tại vì mình mới trộn nước sôi qua và đang những sai diện thứ kia nó còn rất là nóng luôn. Nên mình bóp hơi nhắc tay một chút. Một thao nào mồi này nằm khoảng gần 5-6 kg. Đó. Cũng không phải là ít. Chịu khó một chút các bạn à. Làm một lần mà câu được nhiều lần. Câu được vài tháng luôn. Mỗi lần đi câu các bạn bỏ ra cái gần nửa ký mồi nền thôi là các bạn có thể câu được rồi. Mình sẽ thử con ngô mầm và cái ngô nấu á, ngô ngọt ủ và cái những khác khoai lang ngũ chua rồi á, mình kèm hứa rứa vô, mình đi coi thử và sẽ thử coi những cái cách của anh Vĩnh Lộc thử coi ở chỗ của mình nó có hiệu quả giống như anh ảnh câu hay không đó, thì nó sẽ như thế nào thì sẽ có những cái video hướng dẫn rõ ràng tiết cho các bạn hơn đó. Các bạn cứ bóp thật là đều lên, bóp miệng hết ra luôn, tất cả toàn bộ luôn, chịu khó bóp luôn. À, chút nữa mình sẽ lấy thêm nước mà chế vào trong đây. Nó khô rồi. Mùi nền thì các bạn nên làm mồi cho nó ướt chút, cho nó nhanh lên mùi, dậy mùi lên. Đây là lần đầu tiên làm mà mình làm quá hấp luôn, mình làm quá dữ luôn, làm hơn luôn cả anh Vĩnh Lộc.
Bây giờ mình sẽ đi lấy nước nha các bạn. Mình chế vào trong này nước giếng của mình á. Đây các bạn, mình sẽ cho một tô nước này vô trước nha. Không biết có đủ không nữa. Không thấm thía gì luôn. Lấy thêm rồi. Không đủ rồi các bạn nè. Đây một thao to nữa các bạn nè. Đó. Trời mưa to quá luôn các bạn à. Có gì các bạn nghe không rõ các bạn thông cảm cho mình nha. Mồi này thì bắt buộc nó phải nhão rồi các bạn à. Như vậy nó mới nhanh lên mồi rồi nó mùi được. Các bạn cứ dùng tay bạn nhồi nó kỹ lên, đều lên là được. Như vậy nó cũng khá ok rồi các bạn à. Bây giờ mình sẽ tiếp một cái xô sơn á các bạn. Mình sẽ ủ cái mồi này lại nha các bạn. Và nên nhớ mình sẽ ủ ướt nha, chứ mình không có ủ khô nha các bạn. Đang rất là ướt luôn nè. Đó. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ cho mồi này anh ta vô trong cái xô này nha các bạn. Đây, đây là một cái thùng để đựng đá. Mình sẽ cho hết cái mồi vô trong cái xô này. Đấy, cho hết vào luôn. Hy vọng là nó sẽ đủ. Rồi ok các bạn, mình cho được bao nhiêu đây thôi. Đây là các bạn để nó ủ nơi thoáng mát là ok luôn nha các bạn. À, còn cái phần này thì mình sẽ ủ qua, lấy một ít ủ qua một đêm rồi sáng mai mình sẽ đi câu thử cái phần này nha các bạn. Đó, mình sẽ trộn với lại cắm chim và cái bắp ủ chua nè. Đó, đây là bắp ủ chua nè, khá là chua luôn. Và sẽ còn có một cái bắp như vậy nữa mà mình đã nấu nó nở hết luôn rồi. Đó, để ngày mai kết hợp vô để mình đi câu thử. Thì như thế nào thì ngày mai sẽ có cái video đó cho các bạn luôn. Rồi ok nha các bạn. Hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn xong cái bài mồi nền ủ chiên câu cá chép trôi chấm của anh Vĩnh Lộc Đắk Nông nha các bạn. Chiên săn cá cũ nha, cá chép trôi chấm cũ nha. Đó, thì các bạn xem video này, nếu thấy video này của mình hay hãy nhớ cho mình xin một like. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.